Nhà vườn Trang Yến xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2023. Em bán trống hết vườn rồi mọi người ơi. Còn giờ hôm nay là còn cây gì trong vườn này em sẽ bán sale cho mình nhá. Một cây nào sale được là em sẽ sale giá sập sàn luôn mọi người. Cố gắng xem hết video cho em để xem ưng cây nào thì chốt cây đấy nhá mọi người nhá. Em sẽ vào việc luôn này. Thì đây là một cái cây nho tứ quý. Cây nho tứ quý Đài Loan nhá. Một lô em về rất là nhiều, mà ở đây em chỉ còn có mấy cây thôi. Cây này em đã đánh số rồi đây. Cái cây này rất là đẹp, thoát thân đẹp cực kỳ luôn này. Thoát thân 30 mấy cm này. Cây số 11. Nó đẹp như này mà nó vẫn ế này mọi người. Cây nhà em đang hoa quả rồi đây nhá mọi người nhá. Cây đã hoa rất là nhiều rồi và đang bắt đầu đóng hoa lại này. Cái gốc này là của nhà em, gốc này ít nhất là phải tầm 3 phân rưỡi nhá. Là vanh của nó trên 10 đấy mọi người nhá. Vanh của nó trên 10 nhá. Thì đây, em sẽ quay cho mình xem cây như thế này. Phần tầm 3 phân rưỡi nhá. Cây to đẹp như thế này đây ạ. Đó, cây này ai lấy này. Hàng tứ quý mà có loại thoát thân này là cực kỳ hiếm đây này mọi người. Ai lấy thì chốt luôn cây này nhá. Em bán 1.050.000. 1.001.000 đấy ạ. Em bán cho mình còn 1.050.000 một cây thôi nhá. 1.050.000 một cây. Không ai bán rẻ hơn em đâu ấy mọi người ạ. Mọi người ta toàn bán 1.300.000, 1.400.000, 1.600.000 một cây thôi. Nhưng nhà em bán cực kỳ rẻ nhá. Ai lấy chốt liền cây này luôn đi ạ. Cây thoát thân nhá. Cây này cây số 11 thoát thân này. Cây này hai thân nhá mọi người ơi. Cây này hai thân này. Đó, cây này hai thân như này nhá. Em còn chưa kịp tỉa này. Đang hoa quả của nó rất là đẹp này. Cây này hai thân nhá. Kiểu mẫu từ đây mọi người. Một gốc này là 3 phân, một gốc này là 1 phân rưỡi nhá. Một gốc 3 phân rưỡi, một gốc 1 phân rưỡi. Cây đang hoa quả rất là nhiều nhá. Đang cây già mà đang hoa quả rất là nhiều, tán xòe đều như này đấy ạ. Đó, em cũng để 1.050.000 bao ship tận nhà cho mình. Cây này để số 7 nhá mọi người nhá. Cây này để số 7 này. Cây này để số 7 nhá. Cây này để số 7 cho mình này. Ai mà về mà không thích cái cây con này thì có thể là bỏ nhá. Cái không thích cây con này thì có thể cắt bỏ, còn thích thì vẫn mình cứ để nguyên vậy cho nó lên vẫn bình thường nhá. Và tiếp theo một cây này. Cây này rất là đẹp này mọi người. Đó, cây này rất là đẹp. Cây này em đo rồi đấy. Cây này là đo đầu tiên luôn. Mà không biết là bao nhiêu người chốt lên chốt xuống xong rồi cuối cùng lại vẫn còn ở đây. Vẫn còn ở đây chốt mà không chuyển khoản thì vẫn là giữ cây, mà không chuyển khoản thì là em sẽ không giữ nhá. Đấy, ai lấy thì chốt liền cho em cây này 4 phân rưỡi này. 3, 4, 12. Nó vanh của nó 12 nhá mọi người ơi. Vanh của nó 12 nhá. Đó, vanh của nó 12 này. Cây rất là đẹp nhá. Em sẽ xoay cho mọi người góc này để cho nó xòe này. Mà cây này nó không cao quá đâu. Tán xòe đều nhá. Tán xòe đều này, 1.050.000 một cây nhá. 1.050.000 bao ship tận nhà này. Đấy, các cái cây này người ta bán 1.000.000 cơ. 1.300.000, ít nhất là phải có 1.300.000 nhá. Mà em bán có 1.050.000 thôi, nên mọi người tranh thủ mua đi. Còn rất ít cây này, em để số 5 này. Còn 3 cây duy nhất nhá, mọi người tranh thủ mua này. Còn đây là cây táo tàu đông dao này mọi người ơi. Cây đông dao này là 1.600.000 một cây này. Cây đông dao 1.600.000 một cây, đang hoa chi chít. Quả đông dao này là cực kỳ to nhá mọi người ơi. Quả của nó vừa to vừa tròn vừa ngọt. Nó to như cái quả trứng gà con so ấy mọi người nhá. To như quả trứng gà con so. Rất là to luôn. Cây này 1.600.000 một cây. Hàng đỉnh đẹp luôn nhá mọi người ơi. Ngọn lên này. Ngọn to lên đây nhá. Ngọn to đây lên, nhà em hàng nguyên bầu về. Hàng nguyên bầu về, gốc to này. Đó, to hơn cái cờ tay của em luôn. Này phải vanh phải mười mấy nhá mọi người nhá. Vanh phải mười mấy và mọi người này. Gốc ghép tận gốc nhá. Cây ghép tận gốc. Chứ là không phải ghép ở đây, ở phần trên đâu mọi người nhá. Cái phần da lá trên này. Mà em cũng không hiểu là nó ghép ở đoạn nào luôn. Mà ở dưới này em không có nhìn thấy cái màu ghép của nó. Hay là cái cây tách mẹ thì không biết được. Nếu như mà nó là cái cây tách mẹ của mình nhá. Nếu mà nó là cái cây tách mẹ thì lại cực kỳ xịn sò luôn nhá mọi người nhá. Táo tàu này nó chỉ có 10% là cây tách mẹ thôi. Mà cái lô này mà ai mà mua được. Mà nếu như nó là cây tách mẹ thì nó cực kỳ ok nhá. Cực kỳ ok đấy ạ. Chỉ có 10% là cây tách mẹ thôi nhá. Là 1.600.000 một cây. 1.600.000 một cây đông dao này nhá. Đó, táo tàu thì em sẽ không đánh số đâu. Tiếp theo này. Cây này cũng cây đông dao này mọi người nhá. Cây đông dao này, cây đông dao này em để 1.800.000 này. Cây đông dao này cũng để 1.000.000, cây này to hơn này. Cây này là vanh khoảng độ 22 cm. Vanh 22 cm, cây nguyên bầu nguyên bịch như này nhá mọi người ơi. Cây nguyên bầu nguyên bịch như này, 1.600.000, cây đang hoa chi chít nhá. Đang hoa chi chít này. Đó. Cây này là 1.800.000 nhá.
Đó, cây 1 triệu 8. Đây là em để số 10 đi. Cây số 8 này em để số 10 nhá. Ai lấy chốt thì báo cho em là cây số 10 nhá. Cây số 10. Cây số 10 nhá. Dán chơi chơi vào đây vậy ạ. Cây số 10. Tiếp theo ở đây em có một cây này. Cây này là em có cây Honija này mọi người ơi. Cây Honija này gốc to này. Gốc to mà mọi người ơi, em nghi là cái lô này là lô nguyên bầu rồi nhá. Nghi là lô này là lô tách mẹ rồi đây này. Lô tách mẹ đây mọi người này. Ngọn ở đây ra của nó vẫn là cái táo Honija này. Lô Honija này ai mà lấy được cái lô này là rất là ok luôn này. Ai lấy được cái lô này là cực kỳ ok nhá. Cái cây này nó hơi nhỏ hơn này. Hơi thấp nhỏ hơn, em để cho mình là 1 triệu rưỡi nhá. Cây này em để 1 triệu rưỡi, cây số 11 nhá. Cây số 11 em để số 11 này em để 1 triệu rưỡi này. Ai lấy chốt luôn nhá. Ai lấy chốt luôn, cây này nhỏ hơn này. Và tiếp theo một cây Honija này đấy nhá. Đây. Cây Honija này em để 2 triệu này. 2 triệu là bao ship tận nhà cho mình nhá. Cây này vanh phải ít nhất là phải rơi vào 27-28 này. Nếu như không nói quá thì nó là 30. Nhưng mà nó sẽ là 27-28. Gốc cực kỳ to và già nhá. Gốc cực kỳ to và già. Và đang bật lộc tua tủa luôn. Thơm ngon như mật ong nhá mọi người ơi. Ngọt và thơm ngon như mật ong luôn. Đó. Cây này to, cây 2 triệu này em để số 12 nhá. Để số 13 đi. Cái này em để số 13 nhá. Cái này em để số 13 này. 2 triệu nhá mọi người. Đó, quay sơ sơ táo vậy thôi. Ít nữa thông báo mọi người em có ban giao về nhá. Ban giao và Chico sắp sửa về. Rất là đẹp nhá. Đó, tiếp theo đây em sẽ quay cho mình cái lô nho 12 vụ này nhá. Nho 12 vụ này em về được một số thì em cũng đã xuất xỉ rồi. Em đã xuất xỉ rồi. Thì còn ở đây. Còn ở đây thì cây của nhà em này. Em sẽ quay kỹ cho mọi người xem này. Cây nó về và nó đã đang hoa như này rồi. Đang hoa rất là nhiều như này rồi mọi người nhìn này. Đó, cây già thì nó mới ra hoa được nhiều như vậy nhá. Già thì nó mới ra hoa được nhiều như vậy này. Gốc to này, cây hai thân này. Em vẫn để cho mọi người cái giá là cực kỳ hữu nghị luôn là 1 triệu 2. 1 triệu 2, 2 cây bao ship tận nhà cho mình nhá. 1 triệu 2, 2 cây bao ship tận nhà cho mình. Một cây sẽ là 650 nhá, 650.000. Đó, cây rất là đẹp. 1 mét rưỡi, 1 mét 7 nhá. Cây 1 mét rưỡi, 1 mét 7 cả bầu. Gốc từ 2 phân rưỡi đến 3 phân nhá mọi người ơi. Gốc từ 2 phân rưỡi đến 3 phân hàng cực kỳ đẹp nhá. Đây, cây 2 thân em sẽ đánh số một ít cái bọn này này. Cây 2 thân này em để số 12 này. Ai lấy cây 2 thân này để số 12, em để số 12 nhá. Cây 2 thân em để số 12 này. Đây, cây này em để số... Cây này cũng đẹp lắm này. Cây này tầm 2 phân rưỡi này. Cũng rất là đẹp, đang hoa này. Đó, cây đang hoa nhiều nhá. Đó, cây này em để số 14 nhá. Cây này em để số 14 này. Cây này em để số 14 nhá. Đây, có một em này khủng khiếp này. Một em khủng như này thì em sẽ mang ra đây để em bán trước cho ai mà nhanh tay trước nhá. Cây này là đế lổi đấy mọi người nhá. Cây này đế lổi đây này, rễ của nó này. Đó, rễ của nó đế lổi này. Mà cái này đó, cái này về xịt đế ra là đế lổi này. Gốc rễ của nó đây nhá. Đế lổi này. Cũng một cây là 650. Một cây là 650, hai cây là 1 triệu 2 bao ship tận nhà nhá. 1 triệu 2 bao ship tận nhà. Cây số 15. Cây số 15 đế lổi. Cao 1m7. 1m8 cả bầu luôn. 1m7, 1m8 cả bầu nhá. Đây, cây này ráng lắc này. Cây này lắc này mọi người. Lắc nhẹ nhá. Cây này lắc nhẹ này. Đây, hoa của nó tận cái cành con này cũng có hoa này mọi người. Đó, hoa tận cành con cũng có hoa nhá. Lắc nhẹ này. Cây này lắc nhẹ như này. Lắc nhẹ nha. Đây là em để số 16. Đây là em để số 16 nhá. Đây là em để số 16 này. Tầm mét 6 nhá. Đây là mét 6.
Đây này để 1m6 này. Đây có thằng này là thoát thân rất cao này mọi người. Ai lấy cây thoát thân về chơi kệ là cực kỳ ok này, cái này nhá. Là có ai các anh chị mà không thích các cái cây này, là cô chú anh chị mà không thích các cái lá nho nhỏ như này, các cái cành nho nhỏ như này thì có thể lấy cái cây này nhá, để em xem nào. Nếu cắt đi thì nó sẽ là thoát thân này. Thoát sơn 60cm nhá. Cây thoát thân 60cm mà nó không thẳng đuột đâu. Nó không thẳng đuột đâu mà nó hơi lắc nhẹ hai bên như này nhá. Nó hơi lắc nhẹ hai bên và hoa của nó chi chít từ gốc luôn này mọi người. Đó, hoa của nó chi chít từ gốc như này. Cây cao 1m7 đi ạ. Cây này cao 1m7 cả bầu nhá. Lắc nhẹ và đặc biệt là nó lại xòe đều hai bên nhá. Lại xòe hai bên như này. Lại xòe hai bên như này đây. Đó, anh ơi đánh cho em biết số với. Đánh cho em biết số nhá. Đó, lắc nhẹ cho em này. Đấy, lắc nhẹ nhá để em lấy số em đánh thêm vào cho mình. Thì tí nữa em quay lại nhá. Và tiếp theo này. Cây này nhá. Tiếp theo là cây nho này. Cây nho này thoát thân tầm 20 đi. Cái nếu bỏ cành này đi sẽ là 40 nhá. Cũng đang hoa. Rất rất nhiều luôn ạ. Đang hoa rất rất nhiều nhá. Rất đẹp nhá. Đây có một em này siêu phẩm lắm này mọi người. Có một em này rất là siêu phẩm luôn. Gốc này phải 3,5 phân nhá mọi người nhá. Gốc này 3,5 phân này thoát thân này khoảng 30 phân, thoát thân 30cm, gốc rất khủng luôn. Gốc rất khủng và hoa rất nhiều luôn. Em cũng để bằng giá nhá. Ai lấy trước lấy cây này đi. Cây này khủng lắm mọi người. Cây này khủng lắm luôn. Gốc 3,5 phân. Hàng rẻ đẹp nhá. Này, tiếp theo là cái cây này đế lỗi song thân này. Đế lỗi song thân nhá mọi người. Đế lỗi song thân này đang hoa. Nói chung là cây nào cũng đang đóng hoa, đóng nụ nhiều rồi. Cái này về mình cứ thế là mình ấy thôi. Cứ thế là mình nuôi mình ra quả thôi. Cứ nuôi là ra quả thôi nhá. Nên em sẽ đánh số này. Cây này để số 35 này. Cây này để số 35 nhá. Cây thoát thân 60 này này. Cây thoát thân 60 đang hoa xòe đều tán này, để số 35 nhá. Cây để số 35 này. Để số 35 nhá. Cây này em để số 21 này. Cây này em để số 21 nhá. Đó, toàn to đều đẹp hết cả. Cây to khủng này em để số 18 này. Ai mà chơi cây thì nhất định chơi cái cây này đi. Cây này to đẹp lắm, cây số 18 này, gốc 3,5 ok đẹp lắm mọi người nhá. Đẹp lắm. Còn một cây si hông này mọi người này. Còn một cây si hông nhá. Này. Còn một cây si hông này để em để 480.000 này. 500 để 480.000 nốt này. Đó. Cây khô binh dao. Khô binh dao nó dài á. Nó dài bằng như ngón tay ấy và rất là to nhá. Khô binh dao này rất là to. Em để 1 triệu. Khô binh dao em để 1 triệu nhá. Có mớt rơm đây mọi người. Mớt rơm này còn một cây này. Mớt rơm còn một cây em để 950 lốt này. Mớt rơm để 950 lốt nhá. Đó, mớt rơm em để 950 lốt này. Ai lấy chốt liền cho em nhá. Còn đây là cây cây liệu Peru. Liệu Peru khách bỏ lại này, 3 triệu ai lấy không? Khách bỏ cọc không lấy này. 3 triệu cây đang đóng hoa rất nhiều nhá. Liệu Peru 3 triệu. Đây, có lô từ quý Đài Loan này. Lô từ quý Đài Loan này hôm trước là em cũng về được ít ít đấy ạ. Đây, cây rất là to. Nó không to lắm đâu, gốc nó chỉ tầm 2 phân thôi, 2,5 phân, 3 phân gì đấy, 2,5 phân chắc tầm 2,5 phân thôi. Nhưng nó cao hơn cả em á, nó cao 1m6, 1m7 luôn đấy mọi người. Nó cao tầm 1m6 đến 1m7 nhá. Nó cao 1m6, 1m7, 580.000 một cây chưa có phí ship nhá. Nếu như ai lấy này thì em sẽ lấy 2 cây thì em sẽ bao ship nhá. 2 cây bao ship, còn nó nếu lấy 1 cây là sẽ cộng 50.000 tiền ship vào cho em nhá. Sẽ cộng 50.000 tiền ship vào cho em và cây đang hoa rất là nhiều.
đang hoa này, đang quả này. Để em xem là cái cây nó đang quả đâu để em quay cho mọi người xem. Đây, cái cây cốt chậu là quả nó sẽ như thế này này mọi người. Rất là to nhá. Rất là to luôn. Lắc lắc này. Nó cao, cái lô này nó rất là cao. Lô này rất là cao nhá. Ai lấy tranh thủ lấy này. Thành số một số 4 5 6 cây cho mọi người này. Cây này cây số 20 nhá. 400 à quên 580.000 một cây, số 20 này. Đây là cái số 20 nhá. Đang hoa này. Hàng mới về, mới tinh luôn. Cái thằng này xem thoát thân bao nhiêu. 1 2 có thoát thân 70, 60 70 cm luôn mọi người. Đây quay. Đây cái thằng này nó hơi lắc nhẹ ở gốc. Xong tới xem nào. Thoát thân 60 nhá. Hơi lắc nhẹ thoát thân 60. Cái này em để số 36 ha. Cái này số 36. Đều đang có hoa có quả nhá. Cái này. Nói chung cái lô này toàn thoát thân cao hết á. Cái này toàn thoát thân cao luôn đấy mọi người nhá. Cái này để số 19. Cái để số 19 nhá. Hai cây em bao ship một cây thì cộng cho em 50.000 tiền ship nhá. Đây, đánh số lốt số này. Cây số 17. Cây số 17 cho em nhé. Cây số 17. Đây. Hoa tận gốc luôn. To cao đẹp lắm. Này về sang chậu về là quá ok luôn. Đó. Cây liệu Peru. Peru em còn một cây nhé. Peru em còn một cây. Ai lấy để lốt 600 lốt nhé. Hết. Hết Peru rồi. Cây hồ lô này mọi người. Hồ lô 1 triệu nhá. Hồ lô 1 triệu đang hoa rất là nhiều. Hoa của hồ lô này nó cứ từng chùm như vậy luôn. Hồ lô để từng cứ từng chùm luôn nhá. Đó. Hồng Fuji. Hồng Fuji này. Hồng Fuji rất là ok nhá. Hồng Fuji là 450.000 một cây. Hồng Fuji nhá. Đây, em sẽ quay cho mình xem cái lô táo, à hô lô, cái lô lê này, lê hàng mới về nhá. Lô hàng mới về, em để em xem là có cái cây nào nho nhỏ. Thế em để cho mình là, để em xem nào, là 1.2 triệu. Lô lê nhỏ, đây có cây này, 1.2 triệu này. Cây 1.2 triệu thì lại chưa thấy nó bật được chồi quả nào. À đây, có chùm quả đây. Có chùm quả đây này, em để 1 triệu 2 nhé. Có cây này 1 triệu 2 này. Đó, cây 1 triệu 2 này đang lá rất là sum này. Rất là sum. Còn các cái cây này thì 1 triệu 8. Bao ship tận nhà nhé, 1 triệu 2 chưa có ship. 1 triệu 8 bao ship tận nhà nhé. Đó, cây rất là đẹp này. Lê của em đây, lê của em đậu quả này. Đó, lê của em đậu quả hết rồi nhá. Bánh kem em còn mấy cây nhá. Bánh kem này em còn mấy cây này. Cây đang quả đây em còn mấy cây. Em để 1 triệu 4 nhá. Em để 1 triệu 4. Bánh kem còn mấy cây thôi nhá. Em cho em quay cho mọi người xem cây hồng mật Vân Sơn nhà em đây. Ui ui. Vừa lấy vào đây mà không quay. Hồng mật Vân Sơn. Nhiều anh chị hỏi lắm. Mà em bán mất rồi. Em bán mất rồi, đợi lô sau em về nhá. Hồng mật Vân Sơn này đang hoa quả này là 1.2 triệu. Chắc khoảng mấy hôm nữa thì sẽ có hàng về nhá. Hồng mật Vân Sơn 1.2 triệu nhá. Rồi em xin phép kết thúc video đây. Chúc mọi người xem kênh vui vẻ nhá. Cái sung Mỹ này em vẫn còn nhá. LDA đấy mọi người. LDA còn 2 cây. Cây này thì chắc là phải để lại dưỡng này. LDA còn 2 cây 320.000 một cây nhá. Còn 2 cây thôi ạ. Ai lấy chốt liền nhá. Lên lá rất ok rồi, cái này về mình trồng. Mà cây zin nhá mọi người. Cây zin này, về này mọi người tách mẹ ra. Tách cái thằng con này ra là mình lại được một cây mới này. Tách mẹ ra là được một cây mới. Còn 2 cây thôi, em còn 2 cây nhá. Là em để 320.000 một cây cho ai nhanh tay nhất nha. Sắp hết rồi, còn có 2 cây thôi ạ. Chúc mọi người xem kênh vui vẻ ạ.